3, 2, 1. Ai cũng từng nghĩ rằng, sau khi rời xa cánh cổng trường đại học và bước sang một cuộc sống mới nơi công sở, sẽ toàn những bộn bề và lo toan. Ngày tháng được những người bạn khác giới quan tâm chắc chẳng bao giờ còn nữa nhỉ. Nhưng có một sự thật là, dù ở bất cứ đâu, bất cứ môi trường nào thì những người phụ nữ luôn đáng được quan tâm và được trân trọng. Và khi các chị em đặt chân đến môi trường làm việc tại Eureka thì sẽ nhận được vô vàn những tình cảm. Mỗi người anh em chúng tôi sẽ có cách thể hiện tình cảm khác nhau. Tuy nhiên, tất cả điều đó đều xuất phát từ đáy lòng. Đầu tiên là anh Cương nha, cùng xem anh Cương nhận xét về các chị em như thế nào nhé. Anh cảm thấy thì tất nhiên là các bạn nữ công ty mình cũng là cũng trẻ đẹp, năng động, hơi dây một tí và đa phần là trẻ trung và xinh đẹp. Ok, cảm ơn anh Cương. Vậy bây giờ anh hãy mở bát để gửi lời chúc tới các chị em nha. Ok, thì đại diện tất cả, gọi là đại diện 50% dân số công ty, chúc anh chị em, chúc các chị em trong một năm mới luôn mạnh khỏe, luôn xinh đẹp, luôn trẻ trung, luôn chốt được nhiều đơn, kiếm được nhiều tiền. Ok nhá. Ok anh, giờ tới lượt các anh em khác thể hiện tình cảm nè. He he he. Nên dịp 20 tháng 10, ngày của phụ nữ Việt Nam thì em là gửi lời chúc đến các trước là các chị Mai, chị Phương, chị Xuân, chị Phương, còn chị nào nhỉ? chị Duyên, 20 tháng 10 là vui vẻ, hạnh phúc, có nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thế được không? Thế còn đâu thì chúc các em nhỏ tuổi hơn là tiền nhiều, trai đẹp, nhiều số, nhiều khách hàng mới, cùng nhau phát triển công ty. Xin hết. Xin chào các chị em của công ty Eureka nhá. Thì nhân dịp ngày 20 tháng 10 thì cũng là một thành viên trong các bạn nam của công ty Eureka thì gửi đến các bạn nữ một lời chúc vào ngày 20 thì chúc các bạn luôn luôn xinh đẹp, luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc, và sẽ những bạn nào mà đã có người yêu thì sẽ tiếp tục hạnh phúc với người yêu của mình, các bạn nào chưa có người yêu ấy, thì sẽ sớm tìm được một nửa của mình. Chúc cho các bạn ở công ty luôn luôn sẽ có những khoảng thời gian tốt nhất, vui vẻ nhất và đạt được nhiều thành tích trong công việc nhất. Nhân ngày 20/10 thì gửi đến các bạn những lời yêu thương nhất từ những bạn nam, các bạn trai của công ty. Thế thôi, xin cảm ơn. Nhân ngày phụ nữ Việt Nam 20/10. Cho các bạn nữ của công ty lần này càng xinh đẹp và thành công. Nhân ngày 20 tháng 10 thì em xin chúc các chị ở trong công ty giống như các anh vừa chúc ạ. Nhân ngày 20 tháng 10, ngày của chị em phụ nữ Việt Nam thì mình cũng xin gửi lời chúc đến tất cả các chị em trong công ty. Một lời chúc không có gì cao cả, là chúc mọi người luôn xinh đẹp, rực rỡ và tỏa sáng, luôn để đạt được các deadline của công ty đưa ra và mỗi ngày một số càng tăng. Cùng với đó là chúc mọi người, chị em có gia đình rồi thì một gia đình hạnh phúc, ấm no. Còn nếu mà chị em này, nếu mà chị em nào đang tìm hiểu hay là đang cô đơn thì chúc chị em sớm tìm được một hạnh phúc riêng của mình.
một tình yêu đích thực và xây đắp cho tương lai của mình một cách tốt đẹp hơn. Nhân ngày 20 tháng 10 thì mình xin chúc các chị em và toàn thể chị em trong công ty một lời chúc sức khỏe cũng như là có một ngày 20 tháng 10 thật là vui vẻ. Đối với những chị em mà đã lấy chồng rồi ấy, thì chúc cho chị em càng ngày càng nhiều tiền. Đối với những em chị mà chưa có người yêu thì chúc các em và các chị sớm tìm được nửa kia của mình và cũng càng ngày càng nhiều tiền luôn. Lời đầu tiên mình xin gửi lời chúc thân thương nhất tới chị em Erika nhân dịp 20 tháng 10 là ngày phụ nữ Việt Nam. Mình xin gửi lời chúc đến mọi người, chúc mọi người luôn luôn xinh đẹp, vui tươi và mạnh khỏe, thành công trong cuộc sống. Và ai chưa có người yêu thì luôn luôn sẽ tìm được một người hợp với mình và chúng ta cùng nhau viết lên những trang lưu bút tuyệt vời của Erika. Xin chào tất cả các chị em phụ nữ ở trong công ty nhé. Hôm nay nhân dịp ngày 20 tháng 10, ngày của chị em phụ nữ, tôi xin chúc tất cả các chị em phụ nữ ở trong công ty, dù đang thất bại hay thành công, dù đang lông bông hay đang làm việc, dù đang ăn tiệc hay đang ở nhà, già hay trẻ, sắp đẻ hay chưa có chồng, một ngày thật là ý nghĩa, hạnh phúc và nhận được nhiều quà từ những người thân yêu nhất của mình. Một lần nữa thì tôi xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến tất cả các chị em phụ nữ ở trong công ty. Xin chân thành cảm ơn. Ok các anh, cảm ơn các anh rất nhiều vì những lời nói từ đáy lòng. Nhưng mà khoan đã, hình như vẫn còn một người muốn gửi gắm tình cảm tới các chị em nữa mà. Xin chào tất cả mọi người, các chị em thân mến. Anh nhận thấy rằng để đạt được những thành quả đáng ghi nhận như hiện tại, đó là nhờ sự nỗ lực rất lớn của các chị em đã biết cách sắp xếp công việc gia đình, công việc công ty một cách hợp lý. Vì vậy, ban giám đốc sẽ tạo mọi điều kiện để các chị em có thể học tập, trau dồi kiến thức nghiệp vụ, nâng cao trình độ chuyên môn để phát huy tối đa khả năng, thế mạnh của bản thân. Và anh cũng kỳ vọng rằng trong thời gian tới, công ty sẽ có thêm nhiều nữ tướng hơn nữa. Và nhân ngày 20 tháng 10, anh cũng xin gửi lời chúc tới những người mẹ, những người vợ của tất cả các anh chị em trong công ty và toàn thể các chị em trong công ty ngày càng trở nên xinh đẹp và nhiều niềm vui, hạnh phúc hơn nữa. I love you so much.